chào các bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trực tiếp trang siêu thị trực tuyến Coralshop 24 giờ. Hôm nay Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm trà sâm Hàn Quốc. Như các bạn cũng biết đấy, ở Hàn Quốc nổi tiếng bởi nhân sâm, những củ nhân sâm rất là thượng hạng, được các nhà máy chế biến tạo ra những gói trà sâm tuyệt vời dành cho chúng ta. Và sau đây Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn một số công dụng của trà sâm. Công dụng thứ nhất của trà sâm đó là hỗ trợ phục hồi cơ thể. Nó đặc biệt tốt cho những người mà bị rối loạn về thần kinh hay là bị thiếu máu não hoặc là bị suy nhược cơ thể. Và công dụng thứ hai, như các anh cũng biết, sâm có một chức năng rất là tốt cho cánh mày râu đúng không ạ? Vâng, khi mà chúng ta sử dụng các gói trà sâm này, nó sẽ làm tăng cường chức năng sinh lý cũng như là tăng cường sinh lực cho cánh mày râu chúng ta. Và điều tuyệt vời hơn nữa đó là khi chúng ta sử dụng trà sâm thì nó sẽ giúp chúng ta tăng khả năng miễn dịch của cơ thể, tránh cho chúng ta bị nhiễm các bệnh hay là nhiễm các nhiễm trùng bên ngoài một cách dễ dàng. Khi chúng ta uống thì khả năng miễn dịch của chúng ta tăng lên, nên là chúng ta khó có thể bị mắc bệnh hơn những người bình thường. Đấy là những công dụng rất là tuyệt vời của trà sâm đấy ạ. Và bây giờ thì Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn làm sao sử dụng trà sâm một cách đúng nhất và hiệu quả nhất để bảo vệ và cải thiện sức khỏe của mình hay là của gia đình các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, đây chính là sản phẩm trà sâm của chúng ta. Và các bạn có thể nhìn thấy những dòng chữ Korea Green Central này. Ở đây là chúng ta có 100 gói và mỗi gói là 3g nhé các bạn nhé. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy sản phẩm được bọc rất là kỹ càng, xung quanh có viền nhà tem nhãn mác này, rồi có tem dính hai đầu nữa bạn nhé. Bạn có thể kiểm tra hạn sử dụng cũng như là mã của sản phẩm ở phía này, ở phía dưới của sản phẩm. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy cả website của nhà sản xuất. Sau đây thì Ngọc Hoa sẽ bóc cái sản phẩm này ra. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng Ngọc Hoa bóc cái viên màu vàng này của hộp trà sâm ra. Ở đây chúng ta sẽ... và chúng ta sẽ cùng mở hộp trà sâm nhé. Các bạn có thể thấy bên trong là những gói trà sâm nhỏ như thế này. Đây nhé các bạn nhé, bên trong sẽ là những gói trà sâm nhỏ và nó được sản xuất bởi Korea Green Shell, tập đoàn Korea Green Shell. Sản phẩm trà sâm này đã được chế biến theo cách hiện đại để giảm cái vị đắng của sâm, nhưng mà chúng ta không thể nào loại bỏ hết được vị đắng của nó đúng không ạ? Và nếu như mà bạn nào mà có cảm thấy uống vẫn còn hơi đắng một chút thì khi uống thì chúng ta có thể thêm một chút mật ong nếu như bạn không thể uống nước đắng. Chứ còn là ra uống cái này nó rất là thơm rồi, nên là vị đắng hầu như là nó sẽ không có đâu. Nhưng mà trừ trong trường hợp mà bạn không thể nào uống nước đắng. Chúng ta sẽ một ngày chúng ta sẽ uống từ 1 đến 3 lần. Và mỗi một lần thì chúng ta sẽ pha một gói này với cả 100ml nước ấm. Chúng ta tuyệt đối là không pha với nước lạnh nhé, vì uống nước lạnh thì cái nước lạnh nó sẽ làm giảm đi cái tác dụng của trà sâm, cũng như là nó hạn chế những việc mà trà sâm nó có thể phát huy hết tác dụng. Còn khi mà chúng ta uống với nước ấm thì nó sẽ thẩm thấu tốt hơn, thì công dụng của trà sâm sẽ được phát huy một cách tối đa. Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu với các bạn những công dụng cũng như là cách sử dụng làm sao để trà sâm phát huy hết tác dụng của mình. Với tiêu chí của chúng tôi, chất lượng là uy tín, nên chúng tôi luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất, uy tín nhất để đem tới tay người tiêu dùng Việt Nam, nhằm bảo vệ cũng như là cải thiện sức khỏe của bạn hay chính gia đình bạn, luôn luôn đem lại nụ cười trong gia đình của các bạn. Và chúng tôi có chính sách là khi các bạn nhận hàng, nếu như các bạn cảm thấy không hài lòng về sản phẩm của chúng tôi hay là các bạn thấy hàng của chúng tôi không phải là hàng của Hàn Quốc, các bạn có thể cho hàng quay trở lại với chúng tôi. Chúng tôi có chính sách đổi trả hàng trong vòng 7 ngày.
Để biết thêm các thông tin về trà sâm Hàn Quốc hay bất cứ một sản phẩm nào của Hàn Quốc, các bạn có thể vào phần chat online của trang siêu thị trực tuyến corashop24h.com hoặc là liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0979 149 256 để được tư vấn và hỗ trợ thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.